Và trước khi chúng ta tính khoảng cách giữa hai khoảng thời gian, thì ở đây các bạn thấy toàn bộ mã lệnh này thì dùng để tạo ra DeadBitker Dialog Start và DeadBitker Dialog End. Do đó tôi sẽ xây dựng thành một phương thức, và phương thức này có tác dụng là tạo ra hai DeadBitker. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tạo ra một phương thức, kiểu trả về của nó là kiểu void. Tôi để là create DeadBitker Dialog chẳng hạn. Chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta không cần phải đưa vào các tham số cho nó. Sau đó tôi di chuyển toàn bộ mã lệnh này đem vào create DeadBitker Dialog. Sau đó chúng ta chỉ cần gọi create DeadBitker Dialog sau phương thức init. Như vậy dead format này chúng ta phải lấy trước create DeadBitker. Sau khi tôi tạo ra phương thức create rồi, tôi thử thực thi lại để kiểm tra xem hai DeadBitker của chúng ta đã hiển thị đúng như ban đầu hay chưa. Chúng ta click vào giá trị đầu tiên, nó hiển thị đúng. Giá trị thứ hai, tôi cho là ngày 8, thì các bạn thấy nó cũng hiển thị đúng. Bây giờ khi click vào bút tông số thì nó phải hiển thị cho chúng ta đó là ngày bắt đầu và ngày kết thúc nó chênh lệch với nhau bao nhiêu ngày. Và để thực hiện được điều đó, các bạn thấy chúng ta phải có ngày bắt đầu và chúng ta phải có ngày kết thúc. Như vậy, tôi quay lại phần mã nguồn của chúng ta. Ở vị trí tạo ra DeadBitker, ngày bắt đầu thì tôi có calendar star và ngày kết thúc tôi có, ở đây phải là calendar end. Như vậy chúng ta đã có hai calendar rồi, thì công việc của chúng ta chỉ cần tính khoảng thời gian giữa hai calendar này. Và hai biến này chúng ta cần sử dụng nó trong phương thức showDistance. Phương thức này thì dùng tính khoảng cách giữa hai ngày. Và chúng ta muốn hai biến này chúng ta có thể sử dụng được ở phương thức createDeadBitker Dialog và cũng sử dụng được ở phương thức showDistance. Do đó chúng ta sẽ định nghĩa nó như là hai biến toàn cục. Như vậy ở đây, đầu tiên chúng ta có write calendar và calendar star. Tiếp theo tôi copy nội dung này xuống và chúng ta có calendar end. Như vậy ở phần mã nguồn ở phía dưới chúng ta cần điều chỉnh lại một tí. Không cần phải khởi tạo calendar như thế này, chỉ cần calendar star. Chúng ta gọi đến phương thức set, truyền vào year, month và day. Nội dung này chúng ta sẽ di chuyển ra và tôi đặt nó trong phương thức init. Bởi vì phương thức init là phương thức được gọi đầu tiên. Tương tự như thế, calendar end. Và như vậy, tôi kiểm tra lại. Như vậy, ở đây chỉ cần calendar star gọi đến phương thức set là đủ. Và ở đây chỉ cần calendar end gọi đến phương thức set là đủ. Như vậy thì phương thức create DeadBitker Dialog của chúng ta không còn chỉnh sửa gì nữa. Tôi đóng nó lại. Bây giờ chúng ta đã có hai khoảng thời gian được lưu trong calendar star và calendar end. Chúng ta chỉ cần xác định xem giữa hai khoảng thời gian này nó cách nhau bao nhiêu ngày và chúng ta thực hiện nó trong phương thức showDistance. Và ở sự kiện list, khi click vào bút tông show thì chúng ta phải gọi đến phương thức là showDistance. Các bạn thấy chúng ta đã tách nhỏ vấn đề của chúng ta thành từng phương thức riêng biệt. Và cuối cùng chúng ta chỉ cần hoàn thiện cho phương thức showDistance. Đầu tiên khi click vào bút tông, phương thức showDistance sẽ hiển thị. Và chúng ta cần kiểm tra xem người dùng họ đã chọn vào ngày bắt đầu và chọn vào ngày kết thúc hay chưa. Nếu như họ đã chọn thì chúng ta mới tiến hành tính khoảng thời gian. Còn ngược lại, nếu như chưa chọn thì chúng ta phải hiển thị một câu thông báo gì đó yêu cầu họ chọn vào ngày bắt đầu và chọn vào ngày kết thúc. Như vậy để kiểm tra, tôi đưa vào đây điều kiện if. Chúng ta sẽ gọi đến last là testUtil. Chúng ta tiếp tục gọi đến phương thức EMT để kiểm tra nó có bằng rỗng hay không. Và sau khi chọn ngày thì chúng ta lưu được vào trong editTestStar và editTestEnd. Chúng ta sẽ gọi đến getTest.
Hoặc trường hợp thứ hai, đó là edited end, nó bằng rỗng, thì chúng ta phải hiển thị ra một câu thông báo nào đó. Như vậy, đây là câu thông báo. Còn trong trường hợp ngược lại, else, có nghĩa rằng họ đã chọn vào ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thì chúng ta mới tiến hành tính khoảng thời gian cho họ. Trong trường hợp này không hợp lệ, và tôi thiết lập ở TestView Result. Ví dụ chúng ta đưa vào một câu thông báo, đó là bạn phải chọn vào ngày bắt đầu và chọn vào ngày kết thúc. Nếu như đã chọn, thì chúng ta sẽ tính khoảng thời gian giữa hai thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Và khoảng thời gian chúng ta sẽ tính như sau. Calendar end, chúng ta sẽ gọi đến get time millisecond. Chúng ta trừ đi calendar start, cũng gọi đến get time millisecond. Và lúc này chúng ta lấy được millisecond. Chúng ta muốn chuyển nó thành đơn vị là ngày thì chúng ta phải chia nó. Toàn bộ nội dung này chúng ta tiến hành chia cho. Một ngày có 24 giờ. 1 giờ thì có 60 phút. 1 phút tiếp tục có 60 giây và 1 giây thì có 1000 millisecond. Như vậy thì toàn bộ nội dung này sẽ trả về cho chúng ta khoảng cách ngày giữa start và giữa end. Như vậy tôi đặt một biến ở đây in, và tôi tạo ra một biến là decal, điểm số ngày nó bằng. Như vậy ở đây có một cảnh báo, tôi kiểm tra lại alt enter, chúng ta chuyển nó về kiểu in thì thông báo lỗi không còn xuất hiện nữa. Sau đó chúng ta chỉ cần đưa vào đây test view result, khoảng cách giữa hai ngày hoặc là khoảng cách giữa hai mốc thời gian là hai chấm khoảng trắng nối chuỗi với biến decal ở phía trên. Bây giờ tôi thực thi lại và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã tính chính xác được khoảng cách giữa hai ngày hay chưa. So, thì khi tôi click vào bút tông show, các bạn thấy phải chọn ngày bắt đầu và chọn ngày kết thúc. Tôi chọn ngày kết thúc, ngày 8. Tôi click show thì nó vẫn yêu cầu chúng ta chọn ngày bắt đầu và chọn ngày kết thúc. Tôi tiếp tục chọn ngày bắt đầu, ngày 7. Tôi nhấn show thì lúc này các bạn thấy giữa ngày 7 và ngày 8 nó chênh lệch với nhau một ngày. Do đó chúng ta in ra được khoảng cách giữa hai mốc thời gian là 1. Bây giờ tôi chọn ở đây, ví dụ như chúng ta thay đổi thành là ngày 6 chẳng hạn. Tôi click show thì các bạn thấy khoảng cách giữa hai mốc thời gian là -1. Điều này thì không hợp lý. Do đó chúng ta phải đưa vào một ràng buộc, đó là ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu. Và để thực hiện được điều đó, chúng ta chỉ cần kiểm tra ở biến decal. Như vậy nếu biến decal này mà nó bé hơn 0 thì chúng ta phải đưa vào câu thông báo là bạn phải chọn ngày kết thúc sau ngày bắt đầu. Do đó tôi đưa câu thông báo vào đây. Ở đây tôi thay đổi lại, ngày bắt đầu sẽ thay thành là ngày kết thúc. Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu. Như vậy đây là câu thông báo. Còn trong trường hợp ngược lại thì chúng ta mới tính khoảng cách giữa hai ngày. Lúc này thì phần chức năng chúng ta đưa vào nó bị đúng. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy từng trường hợp chúng ta đều thiết lập nội dung cho TestView Result. Do đó để đơn giản hơn thì tôi sẽ đặt như thế này: Gene str result. Đầu tiên thì tôi sẽ cho nó bằng null. Sau đó tùy theo trường hợp mà str result của chúng ta nó sẽ phải thay đổi. Trong trường hợp này nó có giá trị là chọn ngày bắt đầu và chọn ngày kết thúc chấm phẩy. Tiếp tục trong trường hợp này thì câu thông báo phải là ngày bắt đầu, ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu. Và trong trường hợp cuối cùng tôi copy, tôi đưa xuống, khoảng cách giữa hai mốc thời gian là, thay vào đây, ở đây chúng ta dư hết một dấu xuyệt,
là tiếp tục tôi thêm vào đơn vị là ngày để chúng ta dễ hình dung. Sau đó chúng ta chỉ cần test view result, tôi gọi đến phương thức set test và truyền vào đây chính là biến str result. Sau đó chúng ta sẽ bỏ đi những phần nội dung không cần thiết, đó là giá trị này. Chúng ta chỉ cần thiết lập nó một lần sau khi kết thúc các trường hợp if else ở phía trên. Bây giờ tôi thực thi lại và chúng ta xem có xảy ra sai sót ở đâu hay không. Chưa chọn bất kỳ giá trị gì cả, click vào show, không có gì thay đổi. Chọn vào ngày bắt đầu, chọn vào ngày kết thúc, tôi cho là ngày 10. Thì giữa ngày 7 và ngày 10 khoảng cách lúc này chính là 3 ngày. Nếu như tôi tăng ở đây, ngày bắt đầu tôi cho là ngày 11, thì các bạn thấy ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc. Do đó chúng ta hiển thị một câu thông báo là ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu. Và như vậy chúng ta cũng hoàn thành chức năng mà bài tập đã đưa ra. Sau khi hoàn thành bài tập này, chúng ta đã học được đó là cách chúng ta thao tác với đối tượng calendar, cách để chúng ta tạo ra một dialog để chọn vào ngày tháng năm, và cách để chúng ta tương tác với các dialog này cũng như so sánh hai mốc thời gian với nhau. Kết thúc việc tìm hiểu Dead Picker Dialog, các bạn có thể tự suy nghĩ ra các ứng dụng liên quan đến việc chọn ngày tháng năm để chúng ta tự thực hiện. Ví dụ các bạn có thể tạo ra một app, đó là app về chùm sao. Chúng ta có các chùm sao như là sông ngư, kim ngu, bạch mã, hoặc là các cung bò cạp, các cung sông ngư, vân vân. Và để xác định cung của một người dùng nào đó, và rõ ràng họ phải đưa vào ngày sinh và tháng sinh cho chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học để chúng ta hoàn thành ứng dụng đó. Các bạn có thể là cho họ nhập vào ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của họ, và các bạn xuất ra cho họ cung của họ là gì, cũng như những phần coi bói hàng ngày, những phần dự đoán về tương lai, về tính cách, vân vân. Nói chung có rất nhiều các ứng dụng mà chúng ta có thể xây dựng được sau khi chúng ta tìm hiểu xong đối tượng Dead Picker Dialogue.